Bản tin xin được bắt đầu bằng kết quả trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Manchester City và Paris Saint-Germain. Có thể nói Riyad Mahrez chính là người hùng khi Minh Anh đã hoàn tất cú đúp để mang về chiến thắng cho đội chủ sân Etihad. Kết quả này cũng đã giúp Manchester City lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu và cũng là đội bóng Anh đầu tiên giành chiến thắng 11 trận tại giải đấu này. Còn ở chiều ngược lại, những chân sút của Paris Saint-Germain đã có một ngày đáng quên, đặc biệt là Neymar hay Di Maria. Riyad Mahrez là một cầu thủ chất lượng và đầy tài năng. Cậu ấy luôn tỏ ra sẵn sàng cho những trận cầu lớn. Vậy nên chúng tôi biết cậu ấy sẽ làm tốt. Và ở trận đấu này, cậu ấy đã thi đấu rất xuất sắc. Đương nhiên tôi cảm thấy rất thất vọng. Ở cả hai lượt trận chúng tôi đã phải chơi với 10 người. Đây là lợi thế rất lớn cho đối thủ. 10 người chúng tôi đã không thể ghi bàn trước một đội bóng mạnh như Manchester City. Tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã làm hết sức nhưng không thể có được thứ mình muốn. Vào rạng sáng mai, cái tên còn lại góp mặt tại trận chung kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa Real Madrid và Chelsea. Với đội khách Real, việc Marcelo kịp có mặt cùng toàn đội phần nào an ủi cho huấn luyện viên Zidane trong bối cảnh mà ông thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Vasquez hay Varane vì chấn thương. Chúng tôi đã có mặt ở đây với một hành trình khác biệt. Đây rõ ràng là một đội bóng có cá tính và khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ luôn thể hiện rõ sự nỗ lực. Trong mắt tôi, họ là những người giỏi nhất. Trong khi đó, Chelsea lại gần như có được đội hình mạnh nhất và rất có thể huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận lượt đi. Hãy quên kết quả trận đấu đầu tiên đi. Nó không quan trọng như những gì người ta nghĩ tới. Nó không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho trận đấu của chúng tôi. Không tác động tới cách chúng tôi tập luyện hôm nay và thi đấu vào ngày mai. Với trận hòa một đều tại Bernabeu tuần trước, cơ hội lớn cho Chelsea để tạo nên trận chung kết toàn Anh. Nhưng với bản lĩnh đã được chứng minh tại sân chơi Champions League của Real, mọi việc xem ra vẫn rất khó đoán. Trở lại với những diễn biến của bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang gấp rút thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu tại vòng 13 giai đoạn lượt đi gặp Than Quảng Ninh. Cú sẩy chân tại vòng 12 trước BKMX Bình Dương khiến thầy trò huấn luyện viên Kia Thị Sắc bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách về điểm số. Bởi thế mà nếu muốn tiếp tục mơ về chức vô địch, Hoàng Anh Gia Lai không còn lựa chọn nào khác ngoài giành chiến thắng trước đội bóng đất mỏ. Có một chút gì rất là bồi hồi và gọi là hồi hộp trước một trận đấu gặp lại đội bóng quê hương. Nhưng mà có lẽ mình sẽ phải quên cái điều đấy nhanh để tập trung trận đấu, bởi vì đây là một trận đấu rất quan trọng. Khi bây giờ mình đã khoác trên người áo của Hoàng Gia Lai thì đấy là tình cảm thì để trong tim thôi. Còn trước mắt là mình tập trung cho trận đấu. Trong trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không có Công Phượng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, Tuấn Anh với thể trạng tốt nhất, phần nào có thể khiến người hâm mộ đội bóng Phố Núi cảm thấy yên tâm hơn. Sáng ngày 5 tháng 5, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chốt lại danh sách đội tuyển U22 Việt Nam cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021. Đây là đợt hội quân tiếp nối chuỗi các đợt tập trung kể từ năm 2020 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022. Trong số 34 cầu thủ được triệu tập cho đợt hội quân này, có thể nhận thấy được sự góp mặt của rất nhiều gương mặt đã được rèn giũa ở các đợt tập trung gần đây. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6. Trong khi đó, danh sách đội tuyển quốc gia vẫn là một điều gây tò mò khi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ kín những lựa chọn của mình, cho dù trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện không ít những danh sách khác nhau. Đây thực sự là mùa giải khó khăn nhất của tôi kể từ khi đến Việt Nam. Chuyển đến một câu lạc bộ mới và gặp nhiều chấn thương, từ nặng đến nhẹ. Tôi cảm thấy thất vọng vì mình chưa thể đóng góp nhiều cho câu lạc bộ. Thời gian đầu thật sự rất khó khăn để thích nghi với lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn hơn. Tôi đã hiểu các đồng đội và cách vận hành chiến thuật đến từ huấn luyện viên. Không những vậy, mối quan hệ giữa tôi và các đồng đội cũng rất tốt. Sự khác biệt lớn nhất giữa Hà Nội và Viettel chính là cách tôi được sử dụng ở trên sân. Tại Viettel thì lối chơi của huấn luyện viên được xây dựng quanh tôi. Tuy nhiên ở đây có rất nhiều những cầu thủ giỏi, họ có khả năng độc lập tác chiến và vì thế trách nhiệm của tôi cũng được san sẻ. Quãng thời gian qua thật sự đáng quên, tôi gặp chấn thương và phải nghỉ đến 4 tuần. Và sau khi tôi trở lại thì câu lạc bộ đang lâm vào tình cảnh thực sự khó khăn với vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Tôi nghĩ mình cũng có phần trách nhiệm trong kết quả không tốt này, nhưng đội bóng hiện tại đã lấy lại được sự tự tin
và tôi cũng dần tìm được phong độ tốt nhất. Tôi vẫn đặt niềm tin là câu lạc bộ Hà Nội sẽ có thể vô địch mùa này. Tất nhiên, tôi hiểu được khoảng cách điểm của câu lạc bộ Hà Nội với các đội xếp trên cũng như là những khó khăn hiện tại. Tuy nhiên trong bóng đá không gì là không thể, cả đội vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để có được kết quả tốt nhất.